ta là người canh giữ các câu chuyện cổ tích trên khắp thế giới. Bạn đến đây để mượn sách ư? Ở đây ta có rất nhiều cuốn sách hay trên thế giới, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Nhưng nếu các bạn muốn thì ta cũng có thể đưa ra một vài những ý thú vị. Nếu là các bạn thì ta sẽ chọn phòng kho báu Ba Tha. Ở đây có muôn vàn câu chuyện cổ tích diệu kỳ và vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là câu chuyện về công chúa Ba Tha và viên ngọc hạnh phúc mà chắc các bạn đã nghe đến phát chán rồi đúng không? Chưa sao? Bạn chưa nghe bao giờ sao? Nhưng đó thực sự là cuốn sách yêu thích của ta. Vậy hãy để ta kể cho nghe. Ngày xưa có một nàng công chúa tên là Ba Tha, cô sống tại thế giới Ba Tha Vương diệu kỳ cùng hai người bạn là chú khỉ Monta và mẹ Tuka. Ba Tha Vương là một xứ sở vô cùng xinh đẹp và yên bình, bởi nơi đây được bảo hộ bởi quyền năng của viên ngọc hạnh phúc. Thế giới Ba Tha có bốn vùng đất. Đầu tiên là vương quốc vạn hoa xinh đẹp với muôn vàn kỳ hoa dị thảo, nơi công chúa Ba Tha đang sinh sống. Thứ hai là vương quốc rừng xanh, nơi em gái của Ba Tha là công chúa rừng xanh đang trị vì. Thứ ba là vương quốc đại dương, nơi đây được cai quản bởi công chúa đại dương, gái của Ba Tha. Và cuối cùng là vùng đất tăm tối, nơi trú ngụ của công chúa hắc ám. Bạn đừng đối xử với cô ta. Nhưng có một ngày, viên ngọc đó đã thực sự biến mất. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Hãy bước tiếp để khám phá.